Chương trình quê nhà quê người với nhà văn Huy Phương xoay quanh những câu chuyện đời thường do Ngọc Lan phụ trách. Kính chào quý khán giả Người Việt TV. Xin kính chào chú Huy Phương. Xin chào tái ngộ khán giả Người Việt TV và chào Ngọc Lan. À, kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi đưa ra một cái đề tài có thể là quý vị đã nghe nhiều rồi. Nhưng mà cũng vấn đề mà hại ngoại những quý người làm văn hóa rất là quan tâm và cứ đặt vấn đề này vấn đề lại trên báo chí. Mà ngay báo chí trường thanh cũng phàm vài cái lỗi đó. Tất nhiên là dùng chữ nghĩa à nó có thể nói là không đúng hoặc là sai hoặc là quá đáng bởi chữ nghĩa mà chúng ta không nghe quen và chúng tôi nghe như tiếng người ngoài quốc cho nên à, đối với những người mà có quan tâm tới chữ nghĩa thì phải nói rằng là đau lòng chúng tôi được phản ảnh của nhiều vị là cứ nói sao bây giờ tờ báo là cứ dùng chữ này dùng chữ kia bắt chước chữ trong nước à, hay là dùng cái câu văn à, là lậm mà nó tùy tiền và nó nói hơi là thầm ngôn về những cái vấn đề đang được trình bày thì theo tôi không tôi không quan niệm là chữ trong nước và ngoài nước nhưng chữ đó dùng có đúng không thế thì um, quý vị những người nhà văn những người làm truyền thông là những người mà hàng ngày phải tiếp xúc với chữ nghĩa thì quý vị có thể chương trình hôm nay chúng tôi đưa tới đây là ý kiến của chúng tôi có thể có quý vị có những ý kiến khác thì cứ xin trình bày để chúng ta cùng thảo luận với nhau thứ nhất là danh từ mà chúng ta từ ngày mà năm 75 thì chúng ta đã bỏ miền Nam ra đi, cái văn hóa miền Nam coi như là gần như bị xóa xóa đi, ngay cả chữ nghĩa cũng vậy và cái chữ nghĩa của những người thắng cuộc là những người miền Bắc đem vào. Và trước hết là chúng tôi những danh từ mà chính trị nó không có cái ý nghĩa trong đó, ví dụ như là giải phóng cái danh từ giải phóng thật tình không còn đúng nữa vì nó có ý nghĩa chính trị nó sai tên người miền bắc cho rằng lấy miền nam là giải phóng miền nam sự thật thì ngay cả những người miền bắc đã công nhận rằng không biết ai đã giải phóng ai thì cái gì giải phóng nó không còn nghĩa giải phóng là khi anh đến một cái nơi mà dân nó khao khát như là ông de gaulle ông giải phóng paris hay là khi chúng ta cộng sản vào Quảng trị chúng ta giải phóng Quảng trị đó mới đúng là danh nghĩa giải phóng giải phóng khi nào dân hay là màu thân mà khi quân đội tới để giải phóng vào những vùng mà đang cộng sản đang chiếm đóng thì ngày đó người dân họ ùa về phía những người lính Đồng hòa tính người đến giải phóng cho họ. thế thì khi cộng sản vào miền nam có phải nhân dân miền nam ùa theo cộng sản là vì lâu nay họ bức họ khổ quá họ trên đe dưới búa nào là mỹ ngụy bóc lột nên không có cái chén ăn cơm tất cả người những người đàn bà việt nam đều bị hiếp dâm những cái tuyên truyền như đó thì có phải là khi cộng sản vào chúng tôi ùa thật chạy theo cộng sản để mà mừng mừng anh giải phóng không cái đó hoàn toàn không thì đó là nghĩa của giải phóng là nghĩa sai thứ hai là nghĩa cách mạng họ làm cuộc cách mạng cách mạng là để cho xóa đi cái xấu để nêm cái tốt để xây dựng bằng năm bằng 10 như kiểu ông hồ chí minh nói đó nhưng mà rõ ràng là càng ngày càng lộn bại đạo đức suy đồi và kinh tế thì quý vị bây giờ kinh tế đấy, cái gì trong khi chúng ta đẩy những công nhân đi ra ngoài quốc để làm làm thuê, đẩy đàn bà đi ra ngoài quốc để làm vợ người ta, đẩy một số người ra để đi làm ô sin hoặc là làm đầy tới cho người ta thì cái đó cái đó có gọi là một cuộc cách mạng để xây dựng cho đất nước tốt đẹp hơn không? Thì cái đó chúng tôi nói là nhiều. Xin để quý vị, quý vị từ suy nghĩ. Và chúng tôi hôm nay bước vào cái chữ nghĩa là thế này có những chuyện nghiệp mà nó nặng nề quá đi, nó giống như là mình nói lên viết lên nó giống như mang cái cùng đó. Tôi ví dụ một cái chuyện hồi xưa thì tôi nói với mấy bạn bè là năm đó tôi đi dạy học ở trường đó, thì sau khi tôi gặp mấy cái bạn đồng nghiệp tôi mà qua ở Việt Nam qua mà hồi họp những cái ngày hồi ngộ cái trường cũ thì mấy cô nói thế này năm đó năm 1962 tôi nhận công tác dạng dài tại trường đó trường kia trời ơi, vì sao phải nhận công tác dạng dài thì mình đi dài thôi nó nhận công tác dài nó quá nặng nề đi nó nặng nề thế này ví dụ như cái chuyện sở hữu nó ừ. chữ hang việc nó đã nặng rồi thì mình nói rằng à cô ta có một khuôn mặt rất là thanh tú ừ. hay là cô ta có một dòng nói rất là dịu dàng ừ. thế thì bây giờ người ta nói là cô ta sở hữu Ngọc Lan sợ hữu một cái răng khền Hay là nói ông Nguyễn Phương sợ hữu một cái hàm răng hô Thì cái chuyện đó quý vị thấy là Vì sao phải, phải nó nặng nề mà nó đau đớn như vậy Vì sao phải sợ hữu Cho nó giờ, ấn tượng chứ là... Bây giờ tôi nói với cái người mà tôi thương mà nói Em sợ một khuôn mặt rất là khả ái Thì tôi không hiểu là Cái chữ nghĩa đó như thế nào Tức là nó 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 qua Nó nó có một Nó có điều gì nó Nó làm dáng và nó để dùng cái chữ Hán việt thế thì bây giờ tôi bị một con bò xít nó cắn thì thay vì tôi nói tôi bị một con bò xít hôm qua tôi bị một con bò xít nó cắn vào cái tay thì bây giờ người trong nước nói rằng tôi bị một cá thể bò xít cắn thì 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 có mình có thể cái này cái này cái cái này chắc có lẽ cũng cũng có nhiều nhưng mà chắc ít chứ mà. không 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 biết tại vì nó có cái trường hợp đó thế thì trên cái chương trình nữ công gia chánh á thì quý vị nói bây giờ mình nấu uh, canh chua thì mình xoàng uh, cá, mình bỏ cá ra mình ướp sau đó yeah. rồi mình sắc rau om hay gì đó yeah. thì yeah. người ta nói thế này sau khi làm cá xong mm. sẽ xử lý đến rau mm. <laughs> cái đó không phải tôi bạc bài mm. nghe sao mà, mà làm cá xong thì tới làm rau thì chuyện đơn giản mm. như vậy đơn giản như đang giận nó nói ừ. làm cá xong thì xử lý yeah. kiểu như là cầm sàng này tôi bây giờ tôi tôi làm việc này xong tôi xử lý tới anh đó yeah. sao chương, là... chương trình này xử lý tới chú đó à, thì cái đó là cái đó tôi cái... giờ xử lý là phải nghĩ cái gì mà rung rợn con bên mình... sau khi mình làm cá mình ướp cá rồi mình mới đem rau ra mình cái rau nào mình đặt mình ừ. sắp ướp ta nào thì nói sau cá thì xử lý ra rau ừ. nghe mà nghe mà mà rung rợn nghe mà, mà rung rợn là cái, cái cái danh từ xử ừ. lý rồi có những cái danh từ mà thật tình tôn hiệu là danh từ mong má. Mông mong má tự nhiên mà sửa sơ sơ gọi là mong má. Tôi đã đang mua ra về mấy hôm nay mong má nó xong rồi tốn mấy ngàn. đó là tiếng lóng. rồi hai là có cái câu này thì tôi đọc tôn hiệu thì nhờ quý vị trong nước giải thích dùm là thử cách nướng gà cực rất bằng nồi cơm điện. Cực rất, cực rất này cho đóng ngoặc đi. Cách nướng gà cực rất bằng nồi cơm điện. Thì tôi, tôi Không chịu thua, Ngọc Lan cũng chịu thua luôn Thì tôi là chịu dạ. thua ừ. Ví dụ như bây giờ cái kem dưỡng da dạ. Thì mình nói thứ kem dưỡng da thôi ừ. Thì người ta nói là dòng kem dưỡng da Ngọc ừ. bao giờ nghe nữa à, dạ, dạ cái đó thì hiểu dạ. <laughs> cái, cái dòng kem dưỡng da tức là Nó nó không phải là một hũ đâu Mà tại vì chú Huy Phương không có xài kem dưỡng da Cho nên là chú Huy Phương không <laughs> nó, nó sẽ đi theo giống như cả một cái line đó là từ à, Nó nhiều món lắm chú chú về chú hỏi cô <laughs> người ta kêu nguyên một cái dòng đó là như vậy à, dòng tham dạ. gia là tôi nghe dạ. tôi tôi cũng hơi dạ. tôi ngồi khó khó nghe dạ con tôi trở lại xử lý thế này ừ. cái xử lý tôi nói là sao thịt thì sao cá xử lý thế nào thế thì uh, bây giờ ở ngay ở hải ngoại có người trong nước ra họ nói thế này khi ở phê bình một người ca sĩ hát ở trên uh, sân khấu họ xử nói <laughs> anh xử lý bài hát này chưa chuẩn thì tôi cũng hiểu xử lý bài hát là sao thì Ngọc Lan công nhận cái gì, xử lý nó quá nặng đấy Em trình bài bài hát này Em trình diện bài hát này Em hát bài hát này Vì sao lại anh xử lý bài hát Trời ơi Xử lý cái này thì coi như là Cái cuộc đời này nó Nó khó khăn và nó Có vẻ là có chiến tranh Nó có thù hận đó mà Phải xử lý bài hát Phải xử lý tới rau tới thịt Thì tôi nghĩ là nó đều nó hơi Nó hơi quá đáng Thế bây giờ đó trong nước vừa rồi cũng có chính trong nước cũng lên tiếng mà trong ngoài nước cũng lên tiếng là tôi nói quê nhà quê người là về một cuốn từ điển. À. Thì cuốn từ điển này một từ điển quái đạn mà tôi nghĩ sao có thể in ra để phát hành và nếu con cháu chúng ta mà học những cái từ điển đó thì giải thích thế nào cái từ điển đó định nghĩa cái miền như thế này. Thế bây giờ tôi, tôi 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 hỏi Ngọc Lan thế này. Bây giờ tôi hỏi Ngọc Lan ký giả là gì? Ừ. Thì Phượng Ngọc Lan nói viết là ký giả là người viết tin, hay là làm nhân viên hay là viết bài trong một tờ báo, có đó đúng không? Dạ. Yeah. Thế thì bây giờ có người hỏi lại, cái người viết tin, cái người soạn bài ở trong một tờ báo, gọi là gì? Ừ. Thì Ngọc Lan nói sao? Là ký giả. Là ký giả. Yeah. Thế thì bây giờ cái định nghĩa của người trong nước là nói thế này: Miền, giải thích cái miền đó ừ. trong từ điển và dừng M đó, miền là bộ phận hình lộ dưới mặt. Thế hình, thì bây giờ hình gì? Hình, hình... lỗ. Hình lỗ. Thì tôi cũng chưa biết hình lỗ. Miệng là hình lỗ dưới cái mặt. Vậy thì quý vị hình dung là hình lỗ dưới cái mặt là cái gì? Ừ. Thế bây giờ tôi hỏi lại, nếu mà tôi không nói con nói định nghĩa cái miệng, tôi hỏi lại là bộ phận hình lỗ dưới cái mặt là cái gì? Ừ. Thì Ngọc Lan hay là người khác có nghĩ ra đó là cái miệng không? Ừ. Thì... trên mặt mình có bao nhiêu cái lỗ. <laughs> thì tôi cũng hiểu sao một từ điện như vậy mà lại cái từ điện này ấy, thì một em lớp nhất soạn cũng được mà vẫn được in ra được phát hành gọi là để dành cho học sinh người ta nói là dạy nghĩa cay chua là thế nào thì người ta dạy nghĩa cay chua là chua cay ừ. mà cái này Đó là là, chính xác. cái này <cười> là, <cười> cái này đầy là đúng cay. này cái này mới sai nè cao đài là gì đài cao không, không. <laughs> cao đài cao đài là một cái tôn giáo như thế okay, nào cái nào thì bây giờ tiếp người ta chua là chua thì cay. cao đài là đạo cao đài ừ nghĩa gọi là coi như là gì đó à đá bùn sang ao giai à. nghĩa như vậy thì dịch thuật là dịch và thuật lại ừ. địa điểm là địa và điếm đồn trưởng là trưởng đồn ngây thơ là thơ ngây <laughs> thương mến là thương và mến ngọc lan là lan ngọc cái à. kiểu này thì thì có lẽ chú cháu mình phải ngồi mà làm một cuốn từ điện cái mà chú đang đọc ra là từ điển hả chú. Từ điển tiếng Việt đang phát hành ở trong nước. Ngây thơ là thơ này. ngày đêm thì giải nghĩa sao? Ngày. ngày đêm là ngày đêm ngày. Ngày đêm đó lại là theo cái mặt trời khi nó che khuất cái quả đất, à, nó quả đất thì phía này của quả đất là đêm, phía kia là ngày. Thế nhưng mà cũng từ điện này giải nghĩa là ngày đêm là ngày và đêm trai gái là trai sao? gái và trai trai gái và trai cao xa cái đó giờ <laughs> ngọc lan nam từ điện rồi đấu cân tôi tôi bây giờ tôi hỏi nhưng mà ngọc lan thấy nó chính xác lắm. rồi cao cấu là sao cao cấu là, là cấu cao cái đó đúng trăm phần trăm trong từ điện này là cao cấu là vừa cào vừa cấu thế tôi hỏi ông nguyên nhân là người đang quay phim chúng tôi này nắng bóp là thế nào là bóp với nắng thế mà cũng làm từ điện thế thì tôi không biết là những người làm từ điển trong nước cái trình độ họ tới đâu và như vậy thì họ đầu đọc cái xã hội con em chúng tôi sẽ tương lai sẽ là như thế nào ừ. cái này biết buồn cười tao đàn tao đàn phải nơi hồi họp của những người làm thơ với nhau phải em yeah. thì người ta giải thích tao đàn là chỗ nằm của tao nhân thi sĩ là cái giường tao đàn là chỗ nằm của tao nhân thi sĩ có chịu nổi không ừ, nghĩa này hay. Này hay. mới mới một phát hiện mới tu trưởng là người đứng đầu coi tội nhân thì ông này oh. Ừ. này đứa con nít nó soạn hay là ông này ông soạn sách mà về ông chia cho mấy đứa con ông mỗi đứa mỗi chữ tù trưởng là người đứng đầu coi coi tù đó yếu nói coi tù thật tích tù trưởng là cái danh từ để chỉ một cái người đứng đầu trong cái bộ lạc ừ, ừ. Yeah. người thiểu số đó ngồi là sao ngồi thì bây giờ bây giờ tôi tập cho từ ngọc lan tập từ điện ngồi là từ bây giờ tôi để giải dạ, thích sao cứ cứ nói thẳng thắng đi tôi không có gà trước ngồi làm sao ngồi là là là, là đặt cái mông lên một cái gì đó sao giỏi vậy ngồi là đặt đít xuống chỗ nào cái này không nói mông mà còn đặt đít chỗ nào à, nói thật bắp tay là bắp thịt phồng lên như cái tay bạn thân là thân của mình bồ bịch là bạn bè thân thích Nói thật là bây giờ mà nói ra đó Thì nói bây giờ là nói xấu <laughs> Nói xấu ai bây giờ? Nói xấu văn hóa Nhưng mà thật tình là chúng ta đang đứng trước một cái Có thể nói là cái thảm nạn của vấn đề chữ nghĩa Nếu con cháu chúng ta mà học hỏi họ những cái chữ nghĩa này Nhưng mà khổ một nội là chúng ta đưa những cái chữ nghĩa đó ra ngoài quốc Mà chúng ta đào tạo cho Bây giờ trẻ con ở đây thì nó học tiếng Việt, học tiếng rất ít Vì sao cái xe mà đùng dây chuyền đó cái xe này trời sương mù đó là luôn luôn cái đúng xe này đùng xe kia đùng mù kia yeah. thì mình nói đùng dây chuyền ừ. Ừ. thì bây giờ tôi dùng chữ hát việt là, là đùng liên hoàn đùng liên hoàn yeah. và những cái cái định nghĩa mà mà cái định nghĩa mà về rồi mà nói cái chuyện cái miệng đó thì à. tôi tôi Ở cho tôi... là là tôi cho là hết chỗ nói yeah. một cá thể bò xít hay là một cái một cái xử lý cái dòng hát thì thật tình là không thể nào chúng ta chịu được nhưng mà bây giờ để kết luận cái bài này nói về đau lòng chữ nghĩa thì vì sao chúng tôi đưa lên mà không phải đưa một lần mà hình như cũng lần trước chúng ta nói rồi và tất cả báo chí tôi xin quý vị truyền thông quý vị ký giả có lương tâm ở hải ngoại xin đừng đem những chữ vô nghĩa đó ra dùng ở trên đài phát thanh trên báo chí của quý vị và để kết luận cái bài này thì tôi dùng một chữ trong nước thì có vẻ cũng hơi hơi quá đáng để quý vị là chẳng qua vì chúng tôi quá bức xúc vì chuyện này chúng tôi phải đưa ra Hình như chữ quốc xuống đây dùng đúng đó chứ. <laughs> cảm ơn chú Huy Phương đã đề ra một cái đề tài khá là thú vị cùng với những cái cái cái, cái dẫn chứng để cho mọi người hiểu. À, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nhật báo người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh phóng viên và thông tin viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo người Việt và người Việt online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp, số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vật phong phú nhất Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714 892 9414 892 9414.